Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 8 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết. Địa bàn xảy ra vụ một người đàn ông dùng búa gây thương tích cho nữ trung tá công an huyện, khiến nữ trung tá bị chấn thương vùng sọ, đang cấp cứu tại bệnh viện. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7. Trung tá VTAV đang đi xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cao, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, thì bị Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, ở khu phố Gò Cao, chạy xe máy cùng chiều ở phía sau, dùng búa tác động nhiều nhát vào đầu Trung tá V, đến khi bà nằm bất động mới dừng tay. Sau đó, ông Đức chạy xe đến công an huyện Hoài Ân tự thú. Bà V bị thương nặng, bể xương sọ được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Bác sĩ Võ Thành Nam Bình, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, dù đã được phẫu thuật nhưng tình hình bà V vẫn còn rất nặng, đang nằm hồi sức ở khoa ngoại thần kinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.